Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm nhạc cụ maracas từ vật liệu tái chế. Bây giờ chúng ta cùng đổ hạt. Các bạn nhớ là chai nhựa phải thật ráo nước, không thì hạt sẽ bị hỏng, ẩm, mốc. Chúng ta nắp chai thật chặt. Nếu cẩn thận chúng ta có thể sử dụng băng dính để cố định. Chúng ta cùng cắt lõi giấy. Cắt một đoạn băng dính đủ dài để có thể quấn một vòng quanh lõi giấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quấn lõi giấy vào chai nhựa. Chúng ta quấn thật chặt vào. Bây giờ chúng ta sẽ dính băng dính để cố định tay cầm và thân của maracas. Ở phần này chúng ta làm hết sức cẩn thận, hết sức chắc chắn. Bởi vì nếu như không làm chắc thì khi sử dụng sẽ bị rơi ạ. Có thể sử dụng băng dính trắng khổ to để dính cố định tay cầm và thân maracas. Chúng ta trang trí tiếp ở phía tay cầm, cũng như là để cố định phần cuộn lõi giấy vệ sinh đã bị cắt ra. Các bạn có thể tự sáng tạo. Chúng ta có thể sử dụng băng dính trắng để thay thế băng dính màu và sử dụng giấy thủ công và sơn để trang trí.